Ngày 3 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Thạch Kim Sơn, sinh năm 2002. Sau quá trình xét xử, hội đồng xét xử xét thấy nguyên nhân một phần xuất phát từ bị hại nên đã quyết định tuyên phạt Sơn mức án 8 năm tù về tội giết người chưa đạt. Theo cáo trạng, Sơn và anh Kim Mừng, sinh năm 1995, là bạn cùng ở chung khu nhà trọ thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, trong lúc ngồi nhậu tại nhà trọ, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, anh Mừng lao vào đánh Sơn nhiều cái vào mặt, được mọi người căng ngăn nên Sơn bỏ về phòng. Do vẫn bực tức chuyện anh Mừng đánh mình, ngày 30 tháng 9 năm 2021, Sơn cầm dao qua phòng trọ tìm anh Mừng để trả thù. Tại đây, Sơn thấy anh Mừng đang nằm ngủ thì đã lao vào dùng dao đâm vào ngực anh Mừng rồi bỏ chạy. Anh Mừng bị thương, được mọi người chuyển đi bệnh viện cấp cứu và điều trị. May mắn anh Mừng đã thoát chết nhưng bị thương tích 27%. Sau khi được sự vận động của lực lượng công an, ngày 2 tháng 10 năm 2021, Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú.